Chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái cầu lick dùng kỹ thuật tapping cho cái mod Dorian. Và trong cái lick này chúng ta sẽ áp dụng là La Dorian mod, tức là A Dorian mod. Thì nếu bạn chưa biết gì về Dorian mod, bạn nên xem một vài clip trước mình có giải thích về Dorian mod. Nói cơ bản ở đây, La Dorian chính là trên cái scale của son trưởng đó các bạn. Và scale son trưởng thì chúng ta có các nốt gì các bạn? À, scale son trưởng thì cơ bản nó có là son này, La, Si, Do, Re, Mi, Fa thăng. Và tương tự như vậy, các nốt lặp lại. Vậy thì trong câu lick này chúng ta cũng tập trung vào các nốt như vậy thôi, nhưng mà các bạn đánh là trên La nha, chứ không phải là son. Thì cái câu này tapping nó theo một cái mẫu, thì cái kiểu này các bạn sẽ thấy là Steve Vai hoặc là Randy Rhoads và một số tay guitar sau này xài khá là nhiều, tức là tapping cái tay phải, các nốt nó lặp lại nhiều lần. Ở đây mình hay là thì khi phân tích vào các bạn sẽ hiểu ngay thôi. Chúng ta ở đây chúng ta sử dụng 5 giây 1, 2, 4, 5 ha. Và sử dụng cả 5 giây buông này luôn đấy nha các bạn. Thì cái tay phải của chúng ta chỉ tắp bên ngay ngang xuống 12 mà thôi. Thì ở đây các bạn có thể sử dụng cái ngón trỏ ha, hoặc là ngón giữa. Thì mình quen sử dụng ngón giữa bởi vì cái ngón trỏ thường mình cầm phím ha, mình tắp bằng cái ngón giữa. Các bạn muốn sử dụng ngón trỏ vẫn được, không sao cả. Thì cái mẫu này chúng ta khi tập trên một giây được rồi, các bạn sẽ có thể tập trên các giây khác tương tự như vậy. Đầu tiên là các bạn phải dùng cái tay trái các bạn nè, các bạn hammer on vào. Cái này người ta gọi là hammer on nowhere đó, tức là các bạn không có cái nốt bắt đầu mới hammer, mà bạn tự đánh thẳng cái nốt luôn, nó như thế này. Tức là các bạn dùng tay bạn đánh nốt La, thì các bạn phải dùng cái ngón trỏ các bạn đánh vào luôn. À, thì La, sau đó Si. Các bạn thấy chưa? La, Si và Mi là ngay ngang 12. Chúng ta có ngang 5, ngang 7, ngang 12 ha. Sau đó các bạn pull up cái ngón này ra để cho nó phát ra cái ngón, cái nốt Si ngay ngang 7. Chúng ta có 4 nốt đầu tiên như sau. Rồi sau đó các bạn tap in và bung nó ra thêm một lần nữa. À, là chúng ta có 6 nốt hàng lại nha bạn. Rồi sau đó các bạn pull up cái ngón số 7, cái nốt Si này ra nó La. Và chúng ta có thêm 2 nốt nữa, tức là chúng ta có thêm nốt La vào nốt Mi dây buông. Tổng cộng chúng ta có 8 nốt ha. Thì ở đây các bạn đánh trùng điểm 4 như sau. À, các bạn thấy chưa? Và chúng ta cái khó các bạn khi chưa tập được đó chính là các bạn làm sao cố gắng hammer on vô cái nốt để cho nó rõ, chứ nếu không các bạn hay đó. À, cái nốt đầu nó nhỏ hơn cái nốt sao. Chúng ta cố gắng các nốt sao cho đều nhau ha. À, thấy chưa? Thì bây giờ các bạn sau khi mà chúng ta đánh trên một cái dây đó 2 lần thì chúng ta qua cái dây tiếp theo là dây số 2. À, bây giờ mình sẽ đánh chuyển cho các bạn xem thử ha. Thì các bạn thấy là các ngăn của nó y chang nhau hết. Tức là ở đây chúng có ngăn 5, ngăn 7, ngăn 12. À, 5, 7, 12 cứ thế mà sử dụng cho hết cả 5 giây mà thôi. À, nhưng mà mỗi một giây các bạn đánh 2 lần như vậy. Thì quan trọng là các bạn tập làm sao để cái nốt nó ra phát đều nhau. Cái thứ hai nữa là khi các bạn di chuyển các bạn phải bịt dây, chứ nếu không nó bị rất là ồn. Nếu bạn không bịt nó bị như thế này. À, các bạn thấy nó vướng tay vô rất là ồn. Do đó bí quyết là cái tay phải các bạn á, cái cạnh bàn tay các bạn bịt lên các dây mình không đánh.
Cái thứ hai là cái tay trái của bạn, khi các bạn đánh lên cái dây trên thì các bạn cũng phải bịt cái dây dưới. Ví dụ như mình gõ vô cái ngăn năm của dây son thì lúc đó cái phần cạnh phía dưới này mình cũng chạm vô hai dây phía dưới, chứ nếu không nó lỡ tay chạm vào hai dây dưới nó sẽ ồn lắm. Các bạn nghe ồn đúng không? Còn nếu mình gõ đúng nè, đó thì ngay cái phần này mình có chạm xuống dưới đây nha. Rồi bây giờ mình sẽ tập lại thật là chậm các bạn, hai dây trước đi ha, dây một dây hai trước theo cái kiểu đánh như vậy ha. Thì các bạn khi chuyển lên như vậy xong, chúng ta có thể tập qua từng cặp dây, bắt đầu lên cặp thứ ba tương tự như vậy. Đó, bây giờ mình tập có 3 dây luôn nha các bạn, chậm sau đó nhanh tí các bạn quen ha. Rồi nhanh hơn một tí nha các bạn. Đó, tương tự các bạn áp dụng trên cho dây số 4 và dây số 5 ha. Đó, thì ngay chỗ này khi mà cái ngón tay các bạn đã đưa cao lên trên này rồi thì các bạn rất là khó để mà bịt hết được ba cái dây dưới đúng không? Do đó có một cái chiêu nhỏ là khi mình táp bằng ngón này nè, thì cái ngón đeo nhẫn, cái ngón áp út và ngón út á, mình bịt vô cái dây phía dưới đó. Các bạn nhìn kỹ tay phải mình nha. Khi mình táp dây 4 thì hai cái ngón này nè mình bịt xuống dưới mấy cái dây dưới phụ bớt để cho nó không ồn ha. Thử nha. Đó, đi khi các bạn bung ra có lỡ chúng vô thì dây này mình cũng bịt rồi. Còn nếu các bạn không bịt có thể nó sẽ bị trường hợp như thế này. Đó, các bạn thấy chúng cái dây dưới nó sẽ bị ồn. Đây là cái chiêu bịt dây nha. Lại hết bạn. Tương tự chúng ta lên dây số 5 cũng vậy luôn ha. Và kết thúc là chúng ta đánh cái hợp âm là thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tập từ đầu cho đến cuối luôn nha bạn. Mỗi một câu chúng ta lặp lại 2 lần như sau. Khi các bạn đánh nâng tốc độ lên các bạn sẽ nghe nó đã hơn ha. Ví dụ như sau. Hy vọng clip này cũng sẽ giúp ích cho bạn trong việc là kế thừa cái di sản của đại danh thủ qua cố Eddie Van Halen về kỹ thuật tapping. Ở đây mình đưa vô cái thêm cái dây buông hoặc là thêm cái mod để cho các bạn học nữa. Thì hãy nhớ ủng hộ, like, share, comment cho kênh Vita for Freedom nhé. Cái đàn mình đang sử dụng là cây cũng rất là đặc biệt, là cây đàn second hand nhưng mà custom SE của hãng PRS ha. Lần đầu tiên các bạn thấy mình đánh cây này đúng không? Shop Amigo của mình về một vài cây cũng rất là đẹp nha các bạn. Đó. Ha. Cây này đó là made in Korea nha các bạn. Nó có hai dòng Indo hoặc Korea. Korea đánh giá cao hơn. Đây. Gần như mới ha. Rất là chỉnh chu. Action 24 phím nha các bạn. Inlay đặc trưng của PRS, đây là hình chim, cho nên ta hay viên chọc là guitar chim chóc ha. Cũng rất là đẹp nha các bạn. Happy Cup đây mình có thể tách coi ra được luôn ha, tách coi nó ra được luôn. Đó, có nhúng nữa nha các bạn. Thì các bạn có nhu cầu hãy liên hệ Amigo Guitar Shop để sở hữu những cây đàn trong nước ngoài nước ha, với nhiều cái mức giá từ 1 triệu mấy, 2 triệu cho đến là vài chục triệu cũng có nữa. Cam kết với bạn giá và dịch vụ rất là tốt từ chúng tôi.
Và nếu bạn nào cần học chi tiết về kỹ thuật guitar điện, có thể tham khảo cái khóa học kỹ thuật guitar điện cơ bản và áp dụng của Đông Khoa. Các bạn đóng tiền một lần và học trọn đời. Sau khi mình hoàn thiện cái kỹ thuật đó rồi thì sau này các bạn có thể tập những cái câu khác hoặc tự nghiên cứu thêm các câu lý khác cũng rất là hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.